sáng ngày 3 tháng 2, Ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo 850 tổ chức hội nghị lần thứ 2. Dự và chủ trì có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban, Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực, Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Thường trực, Tổ trưởng Tổ công tác. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ hội nghị lần này nhằm đánh giá lại kết quả triển khai nhiệm vụ hội nghị lần thứ nhất. Qua đó, đúc kết, rút kinh nghiệm về công tác triển khai và định hướng cho hội nghị lần thứ ba. Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần triển khai nghị quyết 98 phải nhanh hơn, sát với tình hình hơn, cuộc họp sau phải đạt kết quả cao hơn cuộc họp trước để thực hiện nghị quyết 98 hiệu quả hơn. Thủ tướng yêu cầu tinh thần làm việc là không dừng lại những gì đã đề xuất, mà phải tiếp tục nghiên cứu, triển khai công việc mới. Từ đó, nhận diện những nội dung gì vướng, chưa phù hợp để bổ sung tiếp tục kiến nghị. Thủ tướng yêu cầu đánh giá kết quả công việc của chính phủ, bộ ngành, thành phố. Qua đó, nhìn nhận thẳng thắn, không để công việc chậm trễ, hiệu quả thấp dẫn đến tính thiết thực của nghị quyết giảm đi,